kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức trên kênh Bà Lao Động. Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một nữ chủ shop quần áo bị kẻ xấu dùng vũ khí uy hiếp đòi quan hệ ngay tại cửa hàng. Đáng nói là trước sự đe dọa của đối tượng hung hãn, nữ chủ shop quần áo vẫn bình tĩnh, giả vờ tỏ ra hợp tác, rồi nhân cơ hội hắn ta lơ là mất cảnh giác, thì bất ngờ giành lấy con dao và hô hoán người dân đến cứu pha xử lý vô cùng khôn khéo, nhanh nhẹn của nữ chủ shop quần áo nhanh chóng nhận được nhiều lời thán phục của cộng đồng mạng. Đồng thời, nhiều chuyên gia tâm lý tội phạm cũng nhận định rằng chính nụ cười thuận tình của nữ chủ shop đã trở thành đòn chí mạng hạ gục tên yêu dâu xanh. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, nghi phạm là Phan Văn Cường, sinh năm 1992. Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 23 giờ 40 phút tối mùng 5 tháng 5, sau khi uống rượu, Cương đi xe mô tô đi qua cửa hàng bán quần áo tại thị trấn Gia Khánh thì thấy chị DTH sinh năm 1986, trú tại huyện Bình Xuyên là chủ cửa hàng quần áo đang thử đồ. Thấy vậy, Cương nảy sinh ý định làm cho đồi bại đối với nạn nhân. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao màu đen dài hơn 30cm, xông vào cửa hàng đến chỗ chị Hát đang đứng. Tiếp đó, Cường áp sát, dùng tay trái vòng qua cổ chị Hát, tay phải cầm dao đe dọa, bắt chị Hát phải cho quan hệ tình dục. Tuy nhiên, lúc chị Hát lấy và bóc bao cao su, Cương không để ý nên chị Hát đã nhanh tay giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh. Thấy vậy, Cương sợ hãi bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân và công an đuổi, bắt giữ. Đối tượng Cương cũng khai nhận bản thân không biết và không có mối quan hệ nào với chị DTH trước đó do có men rượu trong người nên không kiềm chế được bản thân, dẫn đến hành vi phạm tội. Chị DTH, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là hàng xóm của nạn nhân, cũng là nhân chứng có mặt tại hiện trường đầu tiên kể lại khoảng hơn 11 giờ 30 phút đêm mùng 5 tháng 5 khi đang ở trong nhà. Chị nghe thấy tiếng hô hoán có trộm và kêu cứu thất thanh từ shop thời trang cạnh nhà nên đã chạy ra nghe ngóng tình hình lúc này chị hát thấy từ trong cửa hàng một người đàn ông không mặc quần đang hốt hoảng lao nhanh ra ngoài chị hát vừa đuổi theo vừa hô hoán để mọi người hỗ trợ rượt đuổi hàng chục mét khi đến hồ nước gần đó đối tượng này nhảy xuống bơi sang phía bên kia đường để thoát thân tuy nhiên người dân đã kịp thời bắt được giao cho công an ngay sau khi được đăng tải đoạn video ngay lập tức nhận được hàng ngàn lượt xem và chia sẻ từ cộng đồng mạng đa số ý kiến đều lên án sự liều lĩnh, manh động của nam thanh niên và không khỏi thán phục hành động của nữ chủ shop vì đã bình tĩnh xử lý tình huống một cách khôn khéo, giữ an toàn cho bản thân. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đưa ra nhận định rằng khi xem clip thì nhiều người sẽ bàng hoàng, sợ hãi bởi hành vi của đối tượng rất manh động, liều lĩnh, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác đối tượng đã sử dụng dao nhọn khống chế, đòi hiếp dâm người phụ nữ ở trong cửa hàng. rất may là người này đã nhanh trí đánh lạc hướng đối tượng để hắn mất cảnh giác, rồi rằng lấy con dao hô hoán để mọi người bắt giữ. Việc nạn nhân thuyết phục yêu dâu xanh sử dụng bao cao su rồi bóc, đeo bao cao su cho hắn là hành động được đánh giá là nhanh trí, khôn khéo nhằm thoát thân và tạo điều kiện để người dân bắt giữ đối tượng gây án. Cùng với đó, trong một bài phân tích về cách xử lý của chị DTH sinh năm 1986 ở huyện Bình Xuyên là nạn nhân của vụ việc khi bị tấn công uy hiếp bất ngờ. Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho biết, hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với nạn nhân một cách trái với ý muốn của họ. Nạn nhân của hành vi hiếp dâm thường là phụ nữ, đối tượng hiếp dâm thường có cá tính ích kỷ, bệnh hoạn, biểu hiện tâm lý quái gở có lối sống xa đọa, đồi trụy, thường truy cập các trang web đen, coi trọng dục vọng. Thượng tá Đào Trung Hiếu nhận định khi bị khống chế thay vì chống cự, chị DTH đã chấn tĩnh lại và cố gắng nở nụ cười như là thuận tình làm đối tượng bất ngờ và trùng xuống. Sau đó, dùng cách nói chuyện để y hạ hỏa. Hành động của chị Hát là rất khôn ngoan, vừa bảo vệ được mình, vừa tước vũ khí của đối phương. Hành động của chị Hát đánh trúng tâm lý tội phạm vì đối tượng thực hiện hành vi cũng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng qua vụ việc này chuyên gia về tội phạm học cũng chia sẻ khi bị khống chế chị em có thể yêu cầu đối tượng dùng bao cao su để đảm bảo an toàn lấy lý do vì đang mắc bệnh phụ khoa đa số những tên đang bị dục vọng thôi thúc khi nghe câu này sẽ chững lại vì đều không muốn lây những căn bệnh nguy hiểm theo đường tình dục lại không có kẻ tội phạm nào chuẩn bị bao cao su khi đi gây án thấy đối tượng có vẻ ngập ngừng có thể bảo hắn đi cùng vào quầy thuốc mua bao cao su. Nếu hắn đồng ý thì cơ hội thoát thân đã đến. Ngay khi vào hiệu thuốc cần hô hoán, nói rõ tình hình để người dân giúp đỡ, đối tượng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Thượng tá Đào Trung Hiếu cũng khuyến cáo khi vụ việc xảy ra đừng lớn tiếng chửi rủa, đe dọa sẽ báo công an. Khi đứng trước nguy cơ bị bắt, chúng sẽ manh động để diệt khẩu. Việc cần làm ngay sau đó là đến trụ sở cơ quan công an gần nhất làm đơn trình báo, cung cấp ngay những đồ vật chứng cứ đề nghị công an cho khám xét tổn thương, thu thập, mô tả những dấu vết thương tích trên cơ thể. Tuyệt đối không vì xấu hổ, sợ mất danh dự mà không dám trình báo sự việc. Đối với các gia đình có con gái là nạn nhân, tuyệt đối không manh động trả thù đối tượng hoặc chửi bới gây mất trật tự tại nơi cư trú. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nạn nhân, cũng không nên đồng ý giải quyết tình cảm sự việc. Xoay xoa, bỏ qua khi đối tượng bồi thường tiền, hay vì sợ mất danh dự gia đình mà không dám đưa sự việc ra pháp luật. Cần lặng lẽ và khẩn trương củng cố chứng cứ phục vụ việc tố cáo. Việc lưu giữ được dấu vết tinh trùng, lông tóc của thủ phạm dính trên quần áo nạn nhân là chứng cứ đặc biệt quan trọng để truy tìm thủ phạm. Có thể ghi âm toàn bộ cuộc trao đổi với nạn nhân và nhân chứng đối tượng ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam Phan Văn Cường để làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, đánh giá tính chất nghiêm trọng của sự việc làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật. Với những gì diễn ra qua clip, lời khai của nạn nhân, lời khai của đối tượng gây án, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác, ngày 8 tháng 9, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về tội hiếp dâm. Thưa quý vị, mặc dù trong vụ việc này, nạn nhân đã nhanh trí hành động khéo léo để thoát thân, nhưng hành vi của gái trai thì vẫn đáng bị lên án. Tại đây, không ít cư dân mạng cũng để lại bình luận, đặt câu hỏi rằng liệu trong trường hợp này, kẻ gây án không thành thì có bị xử lý hình sự hay không? Căn cứ vào những tình tiết được ghi lại trong video lan truyền, luật sư Đặng Văn Cường đoàn luật sư Hà Nội cho rằng hành vi của đối tượng này rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Mặc dù đối tượng chưa thực hiện được hành vi đối với nạn nhân, nhưng việc dùng vũ lực nhằm thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm. Sự việc thể hiện rõ ràng qua clip và thuộc trường hợp bắt người phạm tội quả tang nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm với hình phạt có thể lên tới 7 năm tù. Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, theo khoản 1 điều 141 Bộ luật hình sự 2015, hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với ý muốn của nạn nhân. Nghị quyết 06-2019 NQHDTP nêu rõ, giao cấu là hành vi xâm nhập, của bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ, với bất kỳ mức độ xâm nhập nào. Như vậy, đối với tội hiếp dâm nếu giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác bằng cách dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân thì được coi là tội phạm hoàn thành. Mức phạt cơ bản của tội này là phạt tù từ 2 đến 7 năm. Trường hợp tăng nặng có thể phạt tù đến 20 năm, tù trung thân, thậm chí tử hình. Cũng theo luật sư Thu, hiếp dâm không thành là trường hợp phạm tội chưa đạt của tội hiếp dâm. Điều 15 Bộ luật hình sự 2015 quy định, phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Như vậy, hiếp dâm không thành là việc một người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân nhưng chưa thực hiện được mục đích cuối cùng là giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác vì những nguyên nhân ngoài ý muốn. Đối với hành vi hiếp dâm không thành, người thực hiện vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm. Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 nêu rõ, với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. Luật sư Thu nhấn mạnh, với trường hợp phạm tội chưa đạt nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3 phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định. Thưa quý vị, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh tình trạng tội phạm ngày càng manh động trong xã hội hiện nay. Do vậy, mỗi người đặc biệt là chị em phụ nữ đều cần rèn luyện cho mình một tâm lý vững vàng để bình tĩnh tự cứu mình khỏi bất kỳ một tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube báo lao động xin kính chào và hẹn gặp lại